Chào mừng các em đến với chương trình Siêu trí nhớ học đường. Cô tên là Phạm Thị Kim Ngọc, cô đến từ trường Trung học Cơ sở Tân Bình. Bài học ngày hôm nay cô giới thiệu cho các em đó chính là bài Tứ giác. Bài học này gồm những nội dung như sau. Nội dung thứ nhất, các em sẽ được tìm hiểu định nghĩa tứ giác. Nội dung thứ hai, các em sẽ được tìm hiểu định nghĩa về tứ giác rồi. Và nội dung thứ ba, đó chính là tổng các góc của một tứ giác. Bây giờ, cô và các em cùng đi vào phần một nhỏ định nghĩa về tứ giác. Các em quan sát hình vẽ. Hình A, hình B, hình C được gọi là tứ giác. Tại sao lại như vậy? Các em theo dõi định nghĩa. Tứ giác ABCD là hình gồm 4 đoạn AB, BC, CD, DA. Trong đó bất kỳ hai đoạn nào cũng không cùng nằm trên một đường thẳng. Hình D, đoạn BC và đoạn CD cùng nằm trên một đường thẳng. Như vậy hình D không được gọi là tứ giác. Tứ giác ABCD còn được gọi là tứ giác BCDA hoặc là BADC. Nghĩa là khi các em đọc tên một tứ giác, các em đi cùng chiều kim đồng hồ hoặc là ngược chiều kim đồng hồ. Các điểm A, B, C, D được gọi là các đỉnh của tứ giác. Các đoạn AB, BC, CD, DA được gọi là các cạnh của tứ giác. Bây giờ, các em cùng tìm hiểu một phần định nghĩa, đó chính là tứ giác lồi. Thế nào là tứ giác lồi? Các em quan sát hình vẽ. Trong các tứ giác ở hình 1, tứ giác nào luôn nằm trong một nửa mặt phẳng, có bờ là đường thẳng, chứa bất kỳ cạnh nào của tứ giác? Các em quan sát hình vẽ. Như vậy, trong hình A, khi cô dùng một cây thước đặt vào bờ là bất kỳ cạnh nào, thì tất cả các đoạn thẳng còn lại đều cùng thuộc một nửa mặt phẳng. Do đó, hình A được gọi là tứ giác lồi. Hình B. Khi các em đặt thước vào bờ BC thì các em thấy là các đoạn còn lại nằm ở hai nửa mặt phẳng. Hình C. Tương tự, đặt thước vào bờ BC thì tất cả các đoạn còn lại nằm ở hai nửa mặt phẳng. Do đó, hình B và hình C không được gọi là tứ giác lồi. Tứ giác lồi là tứ giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng, có bờ là đường thẳng, chứa bất kỳ cạnh nào của tứ giác. Chú ý, khi nói đến tứ giác mà không nói gì thêm thì ta hiểu đó chính là tứ giác lồi. Các em quan sát tứ giác ABCD ở hình vẽ rồi điền vào chỗ trống. Hai đỉnh kề nhau là đỉnh A và đỉnh B, đỉnh B và đỉnh C, đỉnh C và đỉnh D, đỉnh D và đỉnh A. Hai đỉnh đối nhau, đỉnh A và đỉnh C, đỉnh B và đỉnh D. Đường chéo AC và BD. Hai cạnh kề nhau AB và BC, BC và CD, CD và DA, DA và AB. Hai cạnh đối nhau AB và CD, AD và BC. Góc, góc A, góc B, góc C, góc D. Hai góc đối nhau, góc A và góc C, góc B và góc D. Điểm nằm trong tứ giác là điểm M và điểm P. Điểm nằm ngoài tứ giác là điểm N và điểm điểm Q. Các em đi vào phần tiếp theo, đó chính là tổng các góc của một tứ giác. Câu A, nhắc lại định lý về tổng ba góc của một tam giác. Câu B, vẽ tứ giác ABCD tùy ý dựa vào định lý tổng ba góc của một tam giác. Các em hãy tính tổng. Câu A, tổng ba góc của một tam giác bằng 180 độ. Sau đó các em vẽ tứ giác ABCD tùy ý. Nối A với C. Như vậy, trong tam giác ABC, các em sử dụng định lý tổng ba góc của một tam giác. Nghĩa là các em sẽ có được là góc A1 cộng góc B cộng cho góc C1 bằng 180 độ. Tương tự, xét tam giác ADC có góc A2 cộng góc D cộng góc C2 bằng 180 độ. Sau đó các em tiến hành lấy góc A cộng góc B cộng góc C và góc D. Góc A trong hình vẽ chính là góc A1 cộng góc A2. Góc C trong hình vẽ chính là góc C1 cộng góc C2. Sau đó các em tiến hành giao khoán. Nghĩa là ta có góc A1 cộng góc B cộng góc C1 cộng góc A2 cộng góc D cộng góc C2. Và bằng 180 độ cộng 180 độ bằng 360 độ.
Từ đó, các em rút ra được nội dung định lý như sau là tổng các góc của một tứ giác thì bằng 360 độ. Và khi trình bày bài tập, chúng ta ghi như sau. Tứ giác ABCD có góc A cộng góc B cộng góc C cộng góc D bằng 360 độ. Chúng ta đi vào phần bài tập áp dụng. Tìm x ở các hình sau. Các em quan sát hình vẽ. Ở hình A và hình B. Nội dung hình A, tứ giác ABCD có góc A cộng góc B cộng góc C cộng góc D bằng 360 độ. Sau đó các em tiến hành thay số. Góc A bằng 110 độ, góc B bằng 120 độ, góc C bằng 80 độ, góc D bằng x. Và các em tiến hành quy tắc chuyển vế, chúng ta sẽ ra được x bằng 50 độ. Ở hình B, tứ giác ABDE có góc A cộng góc B cộng góc E cộng góc D bằng 360 độ. Sau đó các em tiến hành thế số, từ đó chúng ta tính ra được x bằng 115 độ. Chúng ta sang tiếp hình C và hình D. Ở hình C, tứ giác EFGH có góc E cộng góc F cộng góc G cộng góc H bằng 360 độ. Sau đó các em tiến hành thay số và các em tính được x bằng 90 độ. Các em quan sát hình D. Ở hình D, các em phải tính cho cô góc NMK bằng 180 độ trừ cho 105 độ. Và các em tương tự tính cho cô góc IKM cũng bằng 180 độ trừ 60 độ. Sau đó các em tiến hành xét tứ giác MKIN có góc M cộng góc K cộng góc Y cộng góc N bằng 360 độ. Các em tiến hành thay số. Góc M ở đây bằng 75 độ. Góc K bằng 120 độ. Góc Y bằng 90 độ. Góc N bằng x. Các em tiến hành quy tắc chuyển vế, từ đó các em tính được x bằng 75 độ. Cô có một bài tập như sau. Các em quan sát bảng. Kho báu là giao điểm hai đường chéo của tứ giác ABCD. Với điểm A có tọa độ là 3 và 2. Điểm B có tọa độ là 2 và 7. Điểm C có tọa độ là 6 và 8. Điểm D có tọa độ là 8 và 5. Các em quan sát hệ trục tọa độ OSE. Cô tiến hành biểu diễn 4 điểm ABCD trên hệ trục tọa độ OSE như sau. Điểm A có tọa độ là 3 và 2. Điểm B có tọa độ là 2 và 7. Điểm C có tọa độ là 6 và 8. Tương tự, điểm D có tọa độ là 8 và 5. Sau đó các em tiến hành nối 4 điểm ABCD. Như vậy ta được tứ giác ABCD. Sau đó các em tiến hành vẽ hai đường chéo là đường chéo AC và đường chéo BD. Thì hai đường chéo này cắt nhau tại một điểm trên hình vẽ. Thì đây chính là vị trí kho báu, chính là giao điểm hai đường chéo của tứ giác ABCD. Cô chốt lại nội dung bài học ngày hôm nay cho các em. Hôm nay các em được học bài tứ giác. Bài học này gồm những nội dung, đó chính là định nghĩa tứ giác. Tứ giác là hình gồm 4 đoạn AB, BC, CD, DA. Trong đó bất kỳ hai đoạn nào cũng không cùng nằm trên một đường thẳng. Phần thứ hai, các em được tìm hiểu thế nào là tứ giác lồi. Tứ giác lồi là tứ giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa bất kỳ cạnh nào của tứ giác. Phần thứ ba là các em được tìm hiểu về tổng bốn góc của một tứ giác. Tổng bốn góc của một tứ giác thì bằng 360 độ. Bài học đến đây đã kết thúc. Cô cảm ơn các em đã theo dõi và lắng nghe. Hẹn gặp lại các em trong chương trình siêu trí nhớ học đường kế tiếp.